Chào quý vị đang chương trình trực diện TV. Vụ đại đại án Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát được người dân trong nước quan tâm và ngay cả những người Việt Nam ở hải ngoại cũng theo dõi rất sát sao về cái vụ việc này. Cái tiến trình điều tra cũng như là cái quá trình xét xử, cái diễn biến ở tại phiên tòa, ngay cả những cái lời khai, những cái sự đối chất, những cái sự đối đáp của luật sư, cái tự bào chữa của bà Trương Mỹ Lan và có phần luận tội của Viện Kiểm sát cũng như là cuối cùng thì hội đồng xét xử nghị án và tuyên án. Tất cả những cái diễn biến đó thì người Việt quan tâm thì đã đành đi. Nhưng mà đến ngày hôm nay chúng ta đã thấy là sau 2 ngày kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2024 khi mà Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên đọc cái bản án thì theo đó bà Trương Mỹ Lan bị tuyên tử hình về cái tội đó là tội tham ô tài sản và tuyên phạt 20 năm tù giam cho hai cái tội còn lại. Cái tội mà coi như là đưa hối lộ và thêm một cái tội nữa là vi phạm các quy định về vấn đề mà tín dụng. Tổng hợp hình phạt chung bà Trương Mỹ Lan bị cả ba cái tội đó, người ta thu hút vào cái mức hình phạt cao nhất, đó là hình phạt tử hình. Việc bà Trương Mỹ Lan bị tử hình đối với cái tội tham ô thì nó cũng đối với luật pháp của Việt Nam, đó là cái chuyện cũng thường xảy ra. Bởi vì trong thực tế hồi trước tới giờ vẫn có những cái bị cáo đã bị cái mức án như thế rồi, cũng đã từng bị chung thân, từng được bị tử hình bởi vì cái tội tham ô. Tuy nhiên thì trong cái thời điểm hiện nay bà Trương Mỹ Lan nổi lên như là cái người có thể nói rằng với cái số tài sản á, mà bà ta gây thất thoát lên tới 677.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. Tính ra tiền đô thì nó là một cái con số cực kỳ lớn. Và nó lên tới mấy chục tỷ Mỹ Kim. Và bà Trương Mỹ Lan cũng bị cáo buộc rằng phải bồi thường cái số tiền đó. Và trên cơ sở là tòa án nhận định, thậm chí là có những cái chuyển dịch hay là cái thu hút tài sản và cái rút tiền từ cái ngân hàng. Nếu mà tính tổng cộng mà bà ta đã từng rút của ngân hàng SCB, báo chí ở Hoa Kỳ, người ta đăng có nhiều cái tờ báo, thậm chí là người ta đưa cái con số lên tới 44 tỷ Mỹ Kim. Và sau đó thì họ trừ lại thì nói rằng bà Trương Mỹ Lan phải chịu lên tới 27 tỷ Mỹ Kim. Một cái số tiền cực kỳ lớn. Và những cái số liệu khác nói rằng là bà Trương Mỹ Lan đó, theo như cáo buộc tính theo cái hướng có lợi cho bị cáo. Thì theo hướng có lợi của bị cáo thì chúng ta đã biết rồi, trong cái vụ án này nó diễn ra bởi vì có cái luật cũ và có luật mới. Luật hình sự cũ thì không xử tội tham ô tài sản đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Còn cái luật mới nó có hiệu lực được ban hành từ năm 2015 và có hiệu lực năm 2017. Thì luật hình sự mới người ta quy định rằng tội tham ô tài sản, ngay cả doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì vẫn phải bị vào cái tội đó. Chính vì vậy cho nên là những cái hoạt động của bà Trương Mỹ Lan xảy ra sau ngày 1 tháng Giêng năm 2018 bắt buộc phải áp dụng theo cái điều luật đó. Cho nên người ta thấy rằng bà Trương Mỹ Lan cũng có chiếm dụng, chiếm đoạt một số tiền, làm thất thoát một số tiền rất là lớn trước thời điểm năm 2018. Nhưng cái phần đó thì buộc phải bồi thường thôi, nhưng mà người ta không truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội tham ô. Nói chung thì người ta chỉ tính là cái lượng mà bà Trương Mỹ Lan mà phải chịu trách nhiệm liên quan đến cái tội danh của mình thì chỉ có tính tổng cộng chung khoảng là 498.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. Cái số tiền nghe thôi cũng đã thấy hết hồn rồi, nó quá trời lớn. Và ngày hôm nay khi mà lên trên mạng đó, mà chúng ta đánh vào cái chữ Trương Mỹ Lan, chỉ cần gõ vào mấy chữ Trương Mỹ Lan thôi quý vị, thì nó ra cái thông tin kinh khủng luôn. Thí dụ như là đây, BBC tiếng Anh cũng đã nói rất là rõ những tỷ phú người Việt Nam đều bị tuyên tử hình. Rồi đây CNN cũng với cái tương tự, và người ta nói rõ là 12 tỷ Mỹ Kim nha. Còn đây là AP cũng có những cái bài viết và cũng nói về bà Trương Mỹ Lan. Rồi Washington Post thì cũng nói về cái bản án của bà Trương Mỹ Lan. Rồi ngay cả tờ The Guardian cũng đăng. Và còn rất nhiều, Azizika Jira cũng đã đăng nè quý vị, 12 tỷ rưỡi, đây là đăng theo giống như là ở trong Việt Nam. Và The Independent cũng có nè, rồi CBS News, rồi
Columbus, ngay cả Columbus, một cái tờ báo rất là lớn chuyên về tài chính, thì người ta cũng đăng cái bản tin này. Và The Indian nè, Express, họ cũng đăng cái bản tin này nha. Cái tờ báo này là của Ấn Độ. The Mint, The BBC, rồi rất nhiều quý vị. Đây có thể nói rằng nó bùng nổ thông tin ở trên mạng xã hội, bùng nổ báo chí gọi là quốc tế. Bởi vì sao quốc tế người ta bùng nổ cái thông tin này? Là bởi vì Việt Nam hồi trước đó giờ cứ mang tiếng là một cái đất nước nghèo. Một cái đất nước mà có nền kinh tế đang phát triển mà cái thu nhập của Việt Nam vẫn là thu nhập trung bình, thậm chí là trung bình thấp. Cho nên đến thời điểm như hiện nay mà có một cái người mà lại có một cái hoạt động biển thủ cái số tiền làm thất thoát một số tiền lên tới là mười mấy tỷ Mỹ Kim, 12 tỷ rưỡi, có người nói là 13 tỷ Mỹ Kim. Thì tất cả những cái số liệu như vậy chúng ta mới thấy được rằng đó là bà này nổi lên như là một người giàu có, trong khi trước đó đó theo như các cái số liệu mà cái tờ Bloomberg và cái tạp chí Forbes của Mỹ đó họ đã tuyển chọn, thì cái danh sách mà những người giàu có nhất của Việt Nam không có tên bà Trương Mỹ Lan. Thì bây giờ cái số tiền này người ta tính 12 tỷ mấy, có khi là cộng của 5, 6 các cái tỷ phú khác của Việt Nam đó cũng mới bằng được bà ta. Tức nghĩa là cái số tài sản của bà Trương Mỹ Lan là số tài sản mà lớn nhất. Nhưng mà nếu mà tính theo trên thế giới thì có một người mà có cái số tiền mà hàng tỷ Mỹ Kim cũng làm cái số lượng cũng hạn chế. Nhất là cả chục tỷ thì lại càng ít nữa. Cho nên đó là cái lý do vì sao bà Trương Mỹ Lan khi mà bị tuyên một cái bản án như vậy, nó chấn động các cái báo chí của thế giới. Bây giờ thì các nước trên thế giới họ biết, ngay cả người Mỹ thì họ cũng nhìn vào cái pháp luật của Việt Nam một cách nó khác đi. Nói chung thì có lẽ là trước đây họ không hiểu lắm, bây giờ thì họ hiểu rồi. Và đa phần các cái bài báo thì họ cũng viết tường thuật cũng giống như các cái bài báo trong Việt Nam, cũng nói về một số các cái tình tiết của vụ án, cũng nói rằng là bà Trương Mỹ Lan đã có những cái sai phạm trong vấn đề tài chính, có những cái gian dối, có những cái thủ đoạn để rồi cuối cùng làm thất thoát và biển thủ những cái số tiền lên tới cái mức lớn như vậy. Và căn cứ luật pháp Việt Nam thì người ta đem ra tuyên tử hình. Và người ta cũng nhắc tới một phần là có những cái tờ báo cũng đăng luôn hình ông Nguyễn Phú Trọng, cũng có nói về cái chương trình đốt lò, cũng nói về cái chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam. Chiến dịch mà chống chống tham nhũng của Việt Nam thì chúng ta thấy là sau này thì có những cái quy định đó là ban chỉ đạo phòng chống tham cái gì ban chỉ đạo các cái vụ án về tham nhũng rồi cái kinh tế rồi các thứ là họ dính chung với nhau, tức là trong đó có lĩnh vực kinh tế nữa. Và tội phạm kinh tế là một trong những tội phạm rất nguy hiểm, nhất là trong lúc mà đất nước mà nó còn nghèo khó, trong lúc đất nước đang chuyển mình, đang vận hành đi lên, và người ta vi phạm trong cái lĩnh vực mà an ninh trật tự về kinh tế mà lại sử dụng những cái đồng tiền đó để mà phá vỡ các cái cơ quan ban ngành, để mà sử dụng làm bại hoại đi các cái quan chức, cũng như là làm ảnh hưởng đến cái chính sách. Ở đây là chúng ta thấy là một cái ngân hàng tư nhân coi như là banh luôn, một cái ngân hàng thương mại CB coi như là SBC coi như là hoàn toàn bị âm vốn và bị thiệt hại rất nặng. Trong thời gian vừa qua thì tại phiên tòa này chúng ta mới biết là viện kiểm sát nói rằng là coi như là ngân hàng nhà nước phải bơm tiền vào, bơm rất nhiều tiền theo cái hình thức là cho vay, và cho vay nhưng mà không biết khi nào mới lấy lại nữa. Tức nghĩa là người ta chấp nhận để mà cứu lấy cái ngân hàng này. Còn cái số tiền của bà Trương Mỹ Lan với tài sản bà Trương Mỹ Lan hiện có đó không đủ để mà bù đắp lại cái khoản tiền gọi là 677.000 tỷ đồng tiền Việt Nam, hai mươi mấy tỷ Mỹ Kim, một cái số tiền quá lớn đi. Cho nên thì bà Trương Mỹ Lan mặc dù là tại phiên tòa đó thì nói rất là nhiều, nói về tài sản của mình, nói về các cái hợp đồng, nói về những cái dự án khả thi, tiền khả thi, nói về những cái hợp tác, nói từ những cái đối tác mà gọi là tiềm năng các thứ. Nhưng mà cuối cùng đó thì tài sản người ta tính toán rồi thì bà Trương Mỹ Lan không có đủ gì cả, không đủ mà cũng vẫn gây thất thoát một số tiền rất là lớn. Cái con số mà người ta nói thất thoát có lẽ là không có, mất đi trắng nếu mà thời điểm cuối cùng mà thi hành án tất cả các tài sản của bà Trương Mỹ Lan,
có khi còn lại tới hơn 300.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. Đây là một cái số tiền cực kỳ lớn, một cái số tiền mà viện kiểm sát ở tại phiên tòa thì nói rằng là không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cái hậu quả nặng nề nó như vậy, không đủ như vậy. Nếu mà nói đặc biệt nghiêm trọng thì nó cũng không tương xứng, nói là rất rất nghiêm trọng hay là vô cùng nghiêm trọng, kinh khủng nghiêm trọng gì đó, nó không biết làm sao để mà trả được. Bởi vì hồi trước tới giờ chưa bao giờ có một cái vụ nào nó thất thoát lên cái số tiền kinh khủng như vậy. Chúng ta đã từng chứng kiến là một cái cây cầu thôi, xây dựng một cái cầu bắc qua sông, cái niềm mơ ước của những người ở cái vùng sông nước, nhiều khi một cây số, hai cây số, những cái dầu giăng dây. Thí dụ như những cái cầu mà ở dưới miền Tây chẳng hạn, cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu, những cái cầu mà nó lớn như vậy, và những cái đường xá cao tốc, nhiều khi mơ ước cũng biết bao nhiêu người, nhiều khi cũng chục ngàn tỷ, hai ba chục ngàn tỷ, vài chục ngàn tỷ là dữ dội. Còn ở đây mấy trăm ngàn tỷ, 677.000 tỷ đồng, số tiền mà thiệt hại tính bằng trăm ngàn tỷ đồng chứ không phải nói bằng bằng tỷ đồng nữa, rất là dữ dội. Và nó gây ra một cái sự thiệt hại mà nó kéo dài trong một cái phạm vi lên tới hai mười mấy năm trời, hơn một chục năm, và được sự tiếp tay của các cơ quan chức. Và chắc chắn cái vụ án của bà Trương Mỹ Lan phải có cái giai đoạn 2, bởi vì chúng ta thấy để làm được cái điều đó, bà Trương Mỹ Lan phải được sự giúp sức của rất là nhiều người, giúp sức ngay trong nội bộ, giúp sức bởi ngoại tuyến, và giúp sức bởi nhiều hình thức khác nhau. Bây giờ mà nếu nói rằng các cái chi nhánh của ngân hàng SCB, các cái quan chức trong SCB, những cái người mà đứng tên hộ, những cái người mà đại diện cho bà Trương Mỹ Lan, đứng tên giùm theo cái kiểu công ty ma, rồi ký những cái hợp đồng đó để mà qua mặt các cái cơ quan chức năng, chắc chắn những người đó cũng sẽ bị khởi tố, chắc chắn người đó cũng phải ra trình diện trước pháp luật, rồi hoặc là người ta cũng sẽ giải quyết tới những người đó đó. Nó cũng giống như cái tình trạng trước đây của cái ngân hàng mà Ocean Bank đó, y hệt như vậy, của Đại Dương đó, thì chúng ta thấy rất là rõ. Bởi vì nếu mà không làm tới nơi á, thì pháp luật không có nghiêm, pháp luật bỏ sót, và xử chỉ có xử có 10, coi như là 80 mấy người này là có khi chưa đủ đâu, có khi còn nữa đó. Và để cho bà Trương Mỹ Lan mà hoạt động nặng nề như vậy trong một thời gian rất là dài thì nó còn cái gì khuất tất ở bên trong nữa hay không? Và bà Trương Mỹ Lan thì hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngoại trừ địa ốc ra kinh doanh thì có nhiều vấn đề nữa, thì như vậy thì nó còn có những cái mắt xích nào nữa hay không, và người ta cần làm rõ tất cả những cái điều đó. Thì đó là cái trách nhiệm của cơ quan pháp luật. Ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ muốn nói rằng là báo chí của thế giới đã đồng loạt gần như là cùng lúc và đều nói về cái bản tin của bà Trương Mỹ Lan. Nhưng mà nói chung thì người ta cũng không có nói nặng nề, họ cũng không có chỉ trích cái bản án tử hình. Chúng tôi không thấy một cái bài báo nào mà nó chỉ trích rằng Việt Nam không nên tử hình bà này, nhưng mà người ta chỉ nói rằng là luật pháp Việt Nam người đó phải bị tử hình, không phải như là một số những cái người mà họ xuyên tạc thì họ nói rằng là Việt Nam không nên tử hình bởi vì cái tội này là tội kinh tế, tội này là trên thế giới thì bây giờ chỉ còn có năm mươi mấy nước gì đó tử hình, trong khi đó Việt Nam mày còn giữ cái nước tử hình là kém phát triển các thứ. Không thể nói như vậy được, bởi vì mỗi nước họ có quy định khác nhau. Ngay cả cái lĩnh vực mà bà Trương Mỹ Lan xâm phạm đó, là rất nhiều nước mà ta tử hình về những cái hành vi tương tự. Thí dụ như bà Trương Mỹ Lan đã biển thủ cái tài sản của người dân. Chúng ta phải hiểu được rằng khi mà tiền gửi vào cái SCB rất đa dạng, tiền tiết kiệm, tiền sanh, tiền tử, tiền mà hưu trí, tiền quan tài cũng biết bao nhiêu người. Người ta cắt ca cắt cụm để mà đem vào gửi cho SCB, tin tưởng vào cái hệ thống ngân hàng đó, bao nhiêu các doanh nghiệp lớn nhỏ ở trong cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi trên cái nước Việt Nam, ở ngoài Bắc cũng có chi nhánh mọc đầy, họ gửi vào tự hoặc là họ đi mua trái phiếu, trái coi như là trái phiếu doanh nghiệp theo nghe lời theo những cái nhân viên của SCB dụ dỗ để mà cuối cùng họ mất trắng. Chúng ta thấy là khởi đi của cái vụ án bà Trương Mỹ Lan bị phá là bởi vì sai phạm trong trái phiếu của doanh nghiệp phát hành của một cái công ty ở hệ sinh thái bà Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát, đó là cái tập đoàn An Đông.
Và cũng chính từ cái mắt xích đó người ta khởi tố những cái sai phạm ngay chỗ đó, bắt đầu người ta khui ra và ta bắt bà Trương Mỹ Lan. Và người ta đã điều tra ra và toàn bộ những cái đám rừng, cả một cái hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã được điều tra rất là rõ. Có thể nói trong thời gian kể từ khi bị bắt cho đến lúc mà ra phiên tòa, trong vòng một năm mà tòa án và các cái cơ quan chức năng người ta thu thập và làm được một khối lượng công việc phải nói rất là lớn, hàng triệu bút lục và các cái chứng từ nó mà đọc lên thôi cũng đã qua mắt rồi, và thu thập được nội mầm mấy ngàn cái hồ sơ vay và phải kiểm tra, phải đối chiếu, phải đi tìm nguồn gốc để coi cái sai chỗ nào, làm giả hồ sơ chỗ nào, rồi điều tra hàng ngàn, cả ngàn các cái công ty con, công ty ma, và cái nào là bà Lan chỉ đạo, cái nào là không. Nói mà tìm các cái chứng cứ liên quan đó, rồi đối chiếu các cái số liệu không. Phải nói là phải tung một lực lượng rất lớn và tốn rất nhiều tiền của nhà nước Việt Nam. Đã gây thất thoát làm bại hoại cho cả một cái doanh nghiệp là một cái ngân hàng. Ngân hàng của bà Trương Mỹ Lan ra tại phiên tòa thì bà ta cũng nói rằng bà ngân hàng của bà ta là ngân hàng lớn lớn nhất cơ mà. Lớn nhất sau gọi là tứ đại thiên vương ngân hàng ở Việt Nam. Tức nghĩa là bốn cái ngân hàng mà trước đây là có cái gốc từ nhà nước ra. Bà ta nói rằng là bà ta ngân hàng tư nhân mà lớn nhất. Kinh hồn. Lớn nhất mà để mà cuối cùng thì sao? Gây ra một cái sự thiệt hại cũng lớn nhất luôn. Trước đây thì cũng có ngân hàng xây dựng của ông Phạm Công Danh, ngân hàng Ocean Bank, và nhiều ngân hàng cũng đã bị phá sản, như First Bank của bà Phấn đồ các thứ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là vụ việc này. Và vụ việc này là chúng ta thấy rằng gần như là thế giới họ ghi nhận. Ghi nhận cách hành xử của Việt Nam và luật pháp của Việt Nam là nghiêm minh. Và chúng ta thấy là trong cái hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan có thêm một cái tội là đưa hối lộ. Chẳng những là làm hại về vấn đề kinh tế, cái tài sản không, vấn đề tài chánh không, mà còn có hành vi đưa hối lộ nữa. Cái hành vi đó đưa hối lộ thì có nhiều nước trên thế giới người ta xử tử hình. Chúng ta đã từng chứng kiến là Trung Quốc thì sao? Nhiều khi đưa hối lộ, nhận hối lộ một vài triệu Mỹ Kim là có khi lên án tử hình rồi. Các quan chức, những cái người mà tỉnh ủy, bí thư, rồi phó bí thư, chủ tịch tỉnh gì đó của bên Trung Quốc, những cái tỉnh của Trung Quốc rất là lớn. Nhưng mà rõ ràng khi mà ăn hối lộ mấy triệu Mỹ Kim đem ra tử hình, tiên tử hình, đó là một cái điều rất là đặc biệt. Và Trung Quốc họ rất nghiêm về cái việc đó. Cái chương trình mà đốt lò, chương trình chống tham nhũng của Việt Nam, chống những cái sai phạm trong vấn đề kinh tế của Việt Nam, thì cái bản án bà Trương Mỹ Lan được cho rằng là bản án tương xứng. Cái hình phạt như vậy là tương xứng với cái hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan. Bởi vì gây ra một thảm họa kinh tế có thể là chấn động luôn. Người ta nói rằng cái chấn động của cái vụ án của bà Trương Mỹ Lan nó làm rung rinh luôn đối với cái hoạt động tín dụng ngân hàng của Việt Nam. Nó không đổ là mai đó. Tức nghĩa là Việt Nam bây giờ cũng đã có quá nhiều các cái kinh nghiệm. Nhưng mà để dựng hay là giữ được cái hoạt động của SCB, người ta phải bỏ rất nhiều tiền. Những cái tiền đó của ai? Cũng phải lấy tiền ngân hàng nhà nước. Ngân hàng nhà nước là cũng phải vay, cho vay ra. Ngân hàng nhà nước là của ai? Là ngân khố quốc gia. Tất cả những cái chuyện như vậy là hậu quả đó, ai gánh chịu đây? Cái sai phạm nó kéo dài cả chục năm trời mà qua mắt hơn tất cả mọi người. Bởi vì có sự tiếp tay, có sự thoái hóa biến chất của một bộ phận quan chức. Thì báo chí ở tại Hoa Kỳ họ đăng cái góc nhìn của họ thì nhiều khi ở cái chỗ mà án tử hình. Nhưng mà ở Mỹ có án tử hình hay không? Ở Mỹ có án tử hình chứ. Ngay cái tiểu bang mà chúng tôi đang sống đây, tiểu bang California vẫn còn là án tử hình. Nhiều tiểu bang ở nước Mỹ vẫn còn án tử hình. Dĩ nhiên là mỗi nước thì họ tuyên tử hình rồi họ thi hành án trong thời gian bao lâu. Và cái tố tụng trong cái lĩnh vực thi hành án hình sự mà riêng đối với án tử hình thì người ta phải qua nhiều giai đoạn như thế nào, xét lại làm sao, rồi người ta sẽ kiểm chứng như thế nào, hoặc người ta giam giữ sau khi mà tuyên án tử hình bao nhiêu năm người ta mới tử hình. Rồi trong khi ở Việt Nam thì không có quy định rằng cái bản án có hiệu lực rồi thì bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng sẽ tử hình. Nhưng mà người ta chỉ quy định rằng
là bản án trong vấn đề hình sự của Việt Nam, thì có người hỏi rằng đó là bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình như vậy là có thoát hay không, có còn cách nào để mà cứu vãn hay không, thì xin thưa rằng còn, bởi vì đây chỉ mới là cái án sơ thẩm thôi. Bà Trương Mỹ Lan không hài lòng đó thì sẽ hãy chống án lên tòa phúc thẩm. Tòa phúc thẩm thì sao, người ta hoàn toàn có thể giảm án cho bà Trương Mỹ Lan nếu như có một số các cái tình tiết mà người ta thấy có áp dụng thêm về vấn đề mà giảm nhẹ được, trong khi tòa án sơ thẩm chưa có áp dụng. Thì việc mà giảm án cho bà Trương Mỹ Lan là chuyện bình thường, có thể xảy ra. Đó là cái cơ hội của bà Trương Mỹ Lan, cơ hội gần nhất mà bà Trương Mỹ Lan có thể thoát khỏi án tử hình. Cái thứ hai là sau khi mà cái án phúc thẩm mà có hiệu lực rồi, ví dụ như mà người ta vẫn giữ y án của sơ thẩm tử hình bà Trương Mỹ Lan, thì bà Trương Mỹ Lan vẫn còn trong cái thời hạn nhất định. Tôi nhớ không lầm hình như là khoảng chừng 7 ngày hay cái gì đó, sau khi mà bao nhiêu ngày đó, sau khi mà cái bản án phúc thẩm người ta đã tuyên rồi, thì có quyền yêu cầu chủ tịch nước xin, gọi là đơn xin của chủ tịch nước để mà xin ân xá, xin đặc xá, để mà ân giảm xuống là cái án chung thân. Mà nếu chủ tịch nước mà họ đồng ý, sau cái thời gian xem xét người ta đồng ý, thì cũng có thời hạn nhất định quy định, ví dụ như chủ tịch nước theo cái thủ tục đó, văn phòng chủ tịch nước người ta sẽ chuyển sang viện kiểm sát tối cao để mà tới cái đơn yêu cầu như vậy, thì người ta làm tham mưu người ta cũng sẽ có những cái đề xuất rồi chuyển ngược qua tòa án tối cao. Tòa án tối cao thì sau đó mới chuyển lại trở lại văn phòng chủ tịch nước, trên cơ sở đó người ta xem xét, và chủ tịch nước là cái người có quyền để mà ân giảm. Cái chuyện đó là đã xảy ra trong thực tế rất là nhiều, chủ tịch nước cũng đã ân giảm rất là nhiều. Mà nếu như mà trong trường hợp mà chủ tịch nước không ân giảm thì người ta sẽ ra một quyết định gọi là bác bác đơn xin ân giảm án tử hình. Mà cái việc mà bác đơn ân giảm án tử hình đồng nghĩa với cái việc gì? Đồng nghĩa với cái việc là cái bản án đó có thể được thi hành và phải được thi hành. Còn thi hành thời điểm nào là chúng ta là tùy theo, là coi như ở địa phương có khi người ta sắp xếp, hoặc làm cái việc mà thi hành cái bản án đó là do những cái tổ chức ở địa phương. Tổ chức ở địa phương là ai? Là bộ phận thi hành án ở địa phương. Mà đứng đầu có lẽ là ông chánh án của tỉnh chẳng hạn. Và người ta có một cái bộ phận và phối hợp với nhau, trong đó có đại diện viện kiểm sát, có bên công an, có lực lượng trại giam gì đó, có nhiều cái thành phần. Cho nên là nhiều người ở hải ngoại này cứ ngồi đó mà họ rờ mua rùa, họ nói lung tung. Ở Việt Nam nói án tử hình, nó tử hình như vậy đồ oan quá. Còn khi mà chưa xử thì nói trời ơi, để sao để bà này là biển thủ ghê gớm quá, kinh khủng quá, tại sao không trừng phạt, để sống phay phay, nó trừng phạt, cái trừng phạt sao dữ dội quá, tại sao đem tử hình. Rồi khi mà người ta tuyên tử hình, nó nói tử hình mà có tuyên tử hình như vậy là có phải tử hình hay không, và chừng nào tử hình, và tuyên nhốt bà này ở tù nhưng mà có nhốt thiệt hay không, có khi là người khác ở tù thay, hoặc là nói tuyên tử hình thì lúc mà đem tử hình, đem bắn hay đem mà chích thuốc đó, thì có phải bà này không, hay là một cái hình nhân khác để mà giả dạng, rồi bà ta bay nước ngoài, bà ta đi đâu, đi ra ngoài sống ở đâu đó này kia nọ. Họ tưởng tượng ra đủ thứ trò để mà họ nói. Đó là cái truyền thông gốc Việt quý vị. Còn cái truyền thông Mỹ thì chúng ta thấy là họ bám sát theo những cái tiêu chí của các cái thông tin trong Việt Nam, họ cũng chỉ nói như vậy thôi, và nhưng mà họ chỉ quán đổi ra là cái số tiền của tiếng Việt, của người Việt, thì họ quán đổi ra thành giống như là họ nói là 27 tỷ hay là 12 tỷ rưỡi, rồi có người nói 12 tỷ, rồi những cái sự sai phạm và tuyên án tử hình buộc chết đối với một cái người mà gọi là tỷ phú về địa ốc của Việt Nam. Nhiều bài báo đăng cái bản tin vòng 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 như vậy. Và họ thừa nhận rằng đó là cái luật pháp Việt Nam. Không có ai chê bai, không có ai nói mà không nên như vậy cả. Chưa, có lẽ là những cái bài bình luận thì có thể nó đi tới sau, nhưng mà đến giờ lúc này thì chúng tôi không thấy có những cái bài bình luận như vậy. Chỉ có những cái bình luận á của cái nhóm mà ở hải ngoại mà nói tiếng Việt. Họ đâu phải là nạn nhân đâu, họ chưa phải là những cái người bị hại trong cái vụ án Vạn Thịnh Pháp. Họ đâu phải là cái người mà lấy những cái đồng tiền tiết kiệm của mình để mà gửi, để mua những cái trái gọi là chứng khoán, những cái mà gọi là trái phiếu doanh nghiệp đó.
trong mấy cái công ty ma, công ty quỷ, các dự án định giá trên trời dưới biển này, để cuối cùng rồi bây giờ họ bị thất thoát, họ bị mất mát, thì ai phải chịu trách nhiệm? Có phải trở có là nạn nhân đó, người ta mới có thể thông cảm được, họ mới hiểu được thế nào là cái người trong cuộc. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong cuộc thôi. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ. Và đó là một số những cái thông tin mà liên quan đến cái vụ án của bà Trương Mỹ Lan. Bà Trương Mỹ Lan có thể nói rằng đó là được sự chú ý của toàn thế giới luôn rồi. Bây giờ là cái vụ án này nổi tiếng luôn rồi. Vụ án này không nổi tiếng cũng không được. Và chắc chắn là khi mà người ta đã theo dõi như vậy rồi thì tới đây mà phúc thẩm, cái bản án có giữ yên hay là giảm án gì nữa thì cũng là cái điều theo dõi lại tiếp tục của thế giới nữa. Còn việc tuyên án của bà Trương Mỹ Lan thì chúng ta đã biết rồi. Đó là luật pháp Việt Nam. Có người nói với chúng tôi rằng là cái luật pháp Việt Nam cũng quy định rất là rõ rồi, bà Trương Mỹ Lan bây giờ mà có biểu hiện cỡ nào đi nữa thì cũng có thể tử hình thôi, không thể nào giảm được. Thì tôi nói rằng đó chưa chắc như vậy đâu. Bởi vì bà Trương Mỹ Lan thực tế cái nhân thân của bà ta cũng chưa từng có tiền án tiền sự, và đây là lần đầu tiên bà ta phạm tội. Nói chung là phạm tội trong một thời gian dài thật, nó rất là nguy hiểm, hậu quả kinh khủng thật. Nhưng mà bà Trương Mỹ Lan nếu như mà ở tại phiên tòa mà tỏ ra thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải, tỏ ra sám hối, tỏ ra phục thiện, tỏ ra nhìn nhận được cái sai lầm của mình, không né tránh đó, thì có khi người ta thấy cái hình ảnh của bà ta khác đi. Và cái giới mà luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan mà cũng đi theo cái hướng đó, tư vấn cho bà Trương Mỹ Lan để cho bà Trương Mỹ Lan thấy có một mặt nó khác đi cái bộ mặt mà hôm rồi ở tại phiên tòa trong suốt những cái ngày diễn ra bà ta quanh co, bà ta chối tội, mặc dù cái biểu hiện của bà ta không phải là ào ào, không phải là nạt nộ lại viện kiểm sát, không phải là giận dữ la lối các thứ, nhưng mà nói nhẹ nhàng kính thưa kính gửi kính trình các thứ, nhưng mà hỏi tới đâu bác tới đó, hỏi tới đâu không thừa nhận tới đó, hỏi tới đâu thì phản cung tới đó, mặc dù là rất là nhẹ nhàng, nhưng mà những cái sự phản cung đó vô tác dụng. Bởi vì sao? Bởi vì bà ta đã có những cái lời khai rất rõ ràng ở tại cơ quan điều tra. Cho nên thì phản cung để làm cái gì? Đâu có được gì, tới chừng mà người ta trích dẫn ra, người ta đem đôi đối chiếu và người ta lấy lời khai của những người khác, những cái người mà làm chung với bà Trương Mỹ Lan, thuộc cấp bà Trương Mỹ Lan, họ khai rất là rõ ràng. Thì chối tội vậy làm cái gì? Không có được gì cả. Cuối cùng chỉ mang họa vào thân và coi như lãnh hậu quả là tất yếu. Nói chung thì bà Trương Mỹ Lan bị cái bản án tử hình là một điều vô cùng đáng chê trách, và ta thấy tương xứng với cái hành vi. Nó đáng chê trách hơn nữa khi mà bà ta vừa bị bản án tử hình mà lại vừa có một cái biểu hiện vô cùng tồi tệ ở tại phiên tòa, và cái đội ngũ luật sư vô dụng, có thể nói như vậy, không hoàn thành nhiệm vụ, không có tư vấn cho thân chủ của mình để mà thân chủ của mình tỉnh táo đối với cái phiên tòa. Người ta nói cái phiên xử có khi là cũng phải biểu hiện một cái sự thành tâm. Khi mà không thoát tội được thì mình phải thành tâm nhận tội để mà tránh né đi cái bản án cao nhất. Có lẽ là các cái luật sư hay là chính bà Trương Mỹ Lan không ngờ rằng tòa án sẽ xử án tử hình. Họ cứ nghĩ là tòa án Việt Nam họ sợ, không dám tuyên án tử hình bà Trương Mỹ Lan, sợ thế giới la làng la sớm hay là dân chủ cùi nó sẽ ủng hộ các vấn đề tài chính. Thất thoát số tiền lớn như vậy, tội danh của cái điều luật tham ô. Tham ô thì chỉ cần trên 1 tỷ đồng là có thể là vào cái khung đó rồi. 10 nay, 2 năm, 20 năm, chung thân, tử hình. Cho nên bắt buộc, và cái hậu quả đó trước giờ chưa bao giờ có cả. Trước đây mà có những người họ tham ô số tiền ít hơn bà ta nhưng mà lại tử hình, thì bây giờ bà ta không có lý do gì không tử hình. Thì những cái tình tiết giảm nhẹ đó nó vẫn còn đó. Có thể nói rằng nếu như mà lên phúc thẩm, bà này tỏ ra ăn năn hối cải, bắt đầu chỉ thêm những cái tài sản khác hoặc là lập công đối với cơ quan điều tra, có những cái lời khai có lợi để mà giúp cho phá những cái vụ án, hoặc là bà ta tự nguyện khắc phục
đưa thêm những cái tài sản gì đó mà còn giấu đút ở đâu đó. Thì đó là những cái tình tiết giảm nhẹ, chắc chắn bà ta sẽ xuống chung thân, chắc chắn luôn. Không phải là nói rằng cái hậu quả nó quá nặng mà để mà tử hình bà Trương Mỹ Lan. Luật pháp Việt Nam đối với cái tội danh của bà Trương Mỹ Lan, người ta cũng chả muốn tử hình làm cái gì, theo như chúng tôi nghĩ như vậy. Và đối với chúng tôi mà nếu mà có quyền, chúng tôi cũng không xử tử hình bà Trương Mỹ Lan, nếu như mà bà ta thành khẩn, bà ta ăn năn, chứ không phải mà dựa vào cái luật pháp của Việt Nam mình nhờ một số các luật sư để mà gống cổ lên để mà cãi là không tội như vậy. Chắc chắn là cãi không tội như vậy là mình phải gánh hậu quả. Là bà Trương Mỹ Lan bây giờ đó ở trong trại giam có lẽ là rất là thấm thía rồi, khi mà có thể là án tử hình, rồi nhiều khi người ta phải biệt giam, giam riêng ra. Lúc đó thì xung quanh không có ai, mình ngồi đó mà mình tỉnh ngộ ra, để ngộ nhận ra cái gì mà không biết là cái bản án này được thay đổi hay không. Mà tuyên tử hình thì nghĩa là đối diện cái chết rồi. Đối diện cái chết thì sao? Phải nói thật thôi, phải nói thật và phải nói hết, và phải thành tâm mới có thể cứu sống mình. Chứ còn nếu như mà cứ chay lì như vậy, cứ quanh co chối tội, hay là có suy nghĩ rằng hy sinh đời bố, hy sinh đời mẹ thì củng cố đời con, thì đồng nghĩa với cái việc là chết chắc. Còn chúng ta thấy rồi đó, ngày hôm nay mà báo chí ở hải ngoại, báo chí thế giới mà họ đồng loạt họ đăng những cái bản tin như thế này thì có gì đâu, họ cũng đâu có nói cái vấn đề gì, chúng ta thấy rất là rõ. Nó là công ty Vạn Thịnh Phát và không đăng những cái bản án như thế. Quá trời, 42.000 nạn nhân luôn. Và từ năm 2018 đến năm 2022 thì SCB đã rút ra rút vào rồi, phải những cái số tiền lấy của nhà đầu tư rồi, nó làm biển thủ của, trời ơi quá trời. Mà bà ta họ những cái bài báo thì đều nhấn nhấn đến có một cái chỗ làm bà ta có hơn 90% ở cái SCB đó. Thậm chí là có những cái tờ báo thì họ viết theo ở trong Việt Nam là 91,2%, 91,5% rồi, hay là trên 90% gì đó. Đây là hình ông Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy không? Họ cũng nói rằng đảng trưởng là ông đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng đó, tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chống lại cái corruption, là cái tham nhũng quý vị. Báo nào cũng đăng hết, tất cả các cái bài báo lớn của Mỹ có đủ hết rồi. Bây giờ CNN cũng có, CBS cũng có rồi, ngay cả Bloomberg, cũng Washington Post cũng có rồi, AP cũng có đều đăng cái bản tin của bà này. Bà này bây giờ là nổi tiếng cả thế giới luôn, kinh khủng thiệt. Quá trời, Fox cũng có luôn rồi nè quý vị. NBC cũng có, NBC Right Now, rồi Fortune cũng có, rồi Business Insider cũng có. Rất nhiều những cái tờ báo. Coi như là họ đăng hết. Rồi chúng ta bấm ra nữa thì nó cứ ra hoài. Daily Mail cũng có, Daily Mail. Daily Mail Online cũng có luôn. Wow. Thì họ nhấn mạnh rằng cái sai phạm của bà Trương Mỹ Lan, cái làm thất thoát của bà Trương Mỹ Lan, cái biển thủ của bà Trương Mỹ Lan và cái chương trình đốt lò của Nguyễn Phú Trọng, và họ nhấn mạnh về cái sự chiếm dụng của bà Trương Mỹ Lan khuynh lót trong một cái ngân hàng lên tới hơn 90%. Cái điều đó thì cả thế giới người ta lên án, chứ đừng có nói mà ở trong Việt Nam, không có nước nào mà chấp nhận để một cái ngân hàng mà một cái tư nhân họ khuynh lót lớn như vậy. Và họ nói nhiều về cái bản án tử hình, họ nói nhiều về cái mức án tử hình, chứ không phải họ nói về, họ bàn luận về cái bản án tử hình. Họ nói là bà Trương Mỹ Lan với hành vi hàng loạt những hành vi như vậy, và cái mức án đó là mức án tử hình. Thì điều này cũng quảng bá luôn cho cái luật pháp của Việt Nam thôi, thế giới họ hiểu hơn. Bây giờ mà các anh đầu tư vào Việt Nam hay làm ăn ở Việt Nam thì cũng đã hạ hoàng đàng hoàng. Và các doanh nghiệp ở trong nước mà không thể lợi dụng để mà biển thủ ngay cả các doanh nghiệp của mình đi nữa thì cái đó cũng là tội, không thể chấp nhận. Và đó là một số các thông tin mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay, và sẽ trở lại quý vị trong chương trình tới. Xin kính chào quý vị.